10 vạn câu hỏi, vì sao sốt xuất huyết? 18. Sốt xuất huyết có được, dùng thuốc kháng sinh không? Có, nhưng tùy theo tiến triển của bệnh và phải được chỉ thị của thầy thuốc. Sốt xuất huyết có thể gây ra giảm bạch cầu làm tăng, nguy cơ nhiễm khuẩn, gây ra viêm nhiễm đường hô hấp viêm da. Trường hợp người bệnh bị bội nhiễm vi khuẩn, tình trạng nhiễm trùng trở nặng, bác sĩ có thể kê thêm đơn thuốc kháng sinh để hỗ trợ điều trị. 19. Phòng ngừa tại nhà, bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết nên các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là phòng chống mũi đốt, ngủ trong màn kể cả ban ngày, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh nhà cửa để tránh mũi ẩn nấp, loại bỏ nơi sinh sản của mũi, diệt lăng quăng chưa bỏ gậy, thường xuyên thao rửa chung, vại, bồn chứa nước, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc tự nhiên như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe, vỏ xe cũ, hốc tre, bệ lá, thả cá vàng vô dụng cụ chứa nước để diệt lăng quăng bỏ gậy tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết. 20. Sốt xuất huyết cần kiêng những gì? Người bệnh sốt xuất huyết thường có cảm giác chán ăn, đắng miệng, do hệ miễn dịch và sức đề kháng lúc này đang kém nên cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Người bệnh không nên ăn các loại thức ăn sau. 1. Ăn thức ăn hay nước uống có màu nâu hoặc đỏ tiết canh, sô cà phê, các loại đậu sẫm màu, vì dễ gây nhầm với triệu chứng xuất huyết tiêu hóa. 2. Đồ ăn nhiều dầu mỡ không có lợi cho cơ thể, làm tăng huyết áp và tăng lượng cholesterol. Điều này cản trở rất nhiều cho việc hồi phục của cơ thể và làm hệ miễn dịch bị suy yếu. 3. Không nên ăn đồ cay nóng. Việc tiêu thụ thực phẩm cay nóng làm axit tích tụ trong dạ dày dẫn đến tổn thương và lết thành mạch, cản trở quá trình hồi phục và chống chọi với bệnh tật. 4. Không uống nước uống coca, nước ngọt, đồ uống có chứa caffeine. Những thực phẩm này làm cho cơ thể mệt mỏi hơn, phá vỡ cơ bắp, không có sức để chống chọi lại bệnh tật. 5. Ngoài kiêng ăn các loại thức ăn trên, người bệnh sốt xuất huyết cần hạn chế để mũi tiếp xúc với da, hạn chế gãi da làm viêm tổn thương da. Hãy bấm đăng ký kênh Dược sĩ luận để biết nhiều điều hay mỗi ngày. Hãy chia sẻ ngay điều hữu ích này để giúp đỡ được nhiều người hơn nha. Cảm ơn và hẹn gặp ở video tiếp theo.